Nhưng mà đối đầu với lại tất cả những sự kiện này thì chúng ta lại thấy được là BTC tăng giá và giữ giá mức là 27.000 đô Và chúng ta cũng thấy được là vàng cũng có một cái sự tăng trưởng có thể nói được là trong cái tình hình ngân hàng hỗn loạn này đó, thì BTC và cả vàng nữa đã cho chúng ta được dấu hiệu là nhiều người đã tìm đến nhưng mà trú ẩn ở thời điểm như thế này. Và cũng dễ hiểu thôi các bạn, chúng ta cũng đã thấy được là ngân hàng đó thì họ sẽ mãi có một cái lòng tham, không phải là sự kiện này cũng sẽ có sự kiện khác cho nên chúng ta lâu lâu lại nghe nói là ngân hàng trên bờ vực sụp đổ chúng ta đã có cái sự kiện lớn xảy ra vào năm 2008, trước đó cũng có, bây giờ cũng như vậy và sau này cũng như vậy. Các bạn có biết là từ khi mà Fed đã ra quyết định là sẽ hỗ trợ những ngân hàng nào mà cùng cái tình hình giống như SVB đó Các bạn đã nhớ là Chủ nhật tuần trước đó nữa thì Fed nói là những ngân hàng đó có thể cầm công trái phiếu đến dùng làm thế chấp và Fed sẽ cho vay ngắn hạn Các bạn đã nhớ rồi và cho vay thời gian là khoảng một năm Thì trong vòng chỉ một tuần thôi các bạn đã thấy được là những ngân hàng đã đến vay từ Fed dùng công trái phiếu làm thế chấp đó lên tới 11.9 tỷ đô la và đây là vay trong vòng một năm nhưng mà Fed cũng có cái chương trình cho vay ngắn hạn hơn là 90 ngày và Fed cũng đã thả lỏng để những công ty có thể tiếp cận được với khoản vay này đơn giản hơn và tổng cộng những ngân hàng này đã vay trong vòng một tuần thôi các bạn đã lên tới gần như 153 tỷ rồi ngoại trừ vay mượn từ Fed ra đó thì những ngân hàng cũng vay mượn lẫn nhau đã lên tới 142.8 tỷ những ngân hàng này đã, đã vay liên tục rồi có phải tất cả những ngân hàng đều gặp vấn đề hay không thì dựa theo một báo cáo đó có khả năng là cái số lượng ngân hàng gặp vấn đề nhiều hơn là chúng ta tưởng để thường chia sẻ một số những chi tiết với các bạn và vì lý do này chúng ta cũng đã từng nhìn vào cái Thống kê tài sản của Fed đã tăng lên 200 mấy tỷ trong thời gian rất là ngắn trong vòng một tuần qua. Tại sao vậy? Tại vì Fed phải thu lại những cái công trái phiếu này, à, dùng giấy nợ đó, coi như là tài sản trong cái ngân sách kế toán của mình, rồi đưa tiền những ngân hàng, tiền đến từ đâu. Tới cuối cùng thì tiền cũng chỉ được in ra thôi các bạn. Cho nên một khi tiền đã được in ra rồi à, thì sẽ rất khó để mà thu lại. Fed đã nhiều lần à, có suy nghĩ là cứ in tiền giải quyết cái vấn đề hiện tại giống như là năm 2008 giống như là năm 2020 rồi sau đó tình hình ổn chúng ta sẽ thu tiền trở lại. Đó là theo lý thuyết mà thôi chứ còn trên thực tế đó khi bắt đầu siết chặt dòng tiền thì gặp tất cả rất nhiều vấn đề như chúng ta đã nhìn thấy. Và nói tới bao ngân hàng có thể là gặp tình trạng như SVB thì dựa theo một cái thống kê đến từ công ty SSRN họ nói là có thể lên tới 186 ngân hàng Hoa Kỳ trong tình trạng tương tự như SVB. Chi tiết hơn đó là họ nói là có khả năng là khoảng chừng 10% của ngân hàng Hoa Kỳ hiện bây giờ tại hơn SVB, có nghĩa là 90% ngân hàng có thể vẫn gặp vấn đề tương tự như SVB nhưng mà không tại như vậy nhưng mà còn 10% tại hơn cả những ngân hàng đó thì ngân hàng nào chúng ta vẫn chưa có biết được những ngân hàng đó đã thông báo với Fed về tình trạng mình hay chưa chúng ta cũng không biết luôn các bạn cho nên đây là một trong những cái yếu tố khiến cho những nhà đầu tư đang rất là bất an hiện tại Và các bạn cứ nghĩ đi 186 ngân hàng mà dập tình hình scB và cần phải đi vay mượn mà trong khi một tuần thôi họ đã vay mượn con số cực kỳ kinh khủng rồi các bạn đã thấy được là cộng 11.9 tỷ à, cộng với lại 153 tỷ từ Fed thì hai cái đó cộng lại đã là bao nhiêu rồi mà trong thời gian chỉ một tuần thôi và đây là vay mượn ngắn hạn trong vòng một năm hay là 90 ngày thì một năm 90 ngày sau họ có tiền để trả cho Fed hay không chúng ta cũng không biết nữa các bạn và đối với cái tình hình bất ổn này đó thì ngoại trừ việc là chúng ta thấy sẽ có một buổi điều trần tại Hạ Viện như thường vừa chia sẻ với các bạn Chúng ta cũng vừa nghe một cái thông tin rất là mới đó chính là chính quyền của Tổng thống Joe Biden à, thì Nhà Trắng đã liên hệ với lại Warren Buffett à, để xem coi là Warren Buffett có cái cách nào để mà giải quyết vấn đề hiện bây giờ hay là không Đây là thông tin mới nhất nói chung tuần sau lại một tuần mà đầy sôi động luôn và đối với tình hình bây giờ đó, thì uh, tiền đã đi về đâu các bạn giống như người ta uh, xếp hàng uh, tới ngân hàng SVB, tới ngân hàng First Republic để mà rút tiền thì tiền đó đi đâu uh, và trên căn bản đó rất là nhiều cái số tiền đó được gửi đến cho những ngân hàng liên bang lớn hơn như là Wells Fargo hay là JP Morgan chúng ta cũng đã đọc cái thông tin liên quan đến ngân hàng đầu tư Charles Schwab nói họ cũng đã có rất nhiều tiền được gửi vào trong ngân hàng họ trong vòng mấy ngày qua À, có thể lên tới con số là từ uh, trong vòng 2 tháng qua đó là mỗi ngày khoảng chừng là 2 tỷ đô la được gửi vào trong ngân hàng của họ Thì cái hậu quả hay là cái hệ lụy của những gì đang xảy ra đó Chính là một lần nữa chúng ta đã thấy được là những ngân hàng lớn họ đã được liệt vào trong cái danh sách gọi là Chưa biết chưa fail, quá lớn để có thể sụp đổ và lúc nào cũng được À, chính phủ hỗ trợ và không cho sụp đổ thì à, vì lý do đó những ngân hàng lớn đó, thì họ không có cần phải quan tâm nhiều họ có thể là chấp nhận rủi ro rất là cao các bạn tại vì họ nghĩ là lỡ như có chuyện gì thì à, FDIC, fed bộ tài chính vẫn sẽ kiếm tiền để mà cứu những ngân hàng như thế này cho nên họ không có quan tâm nhiều đến việc là có nên chấp nhận rủi ro đó hay không miễn là rủi ro đó trong phạm vi cho phép là họ sẽ chấp nhận bây giờ những ngân hàng địa phương bị rút tiền tiền đã được đem đến từ những hàng lớn đó thì những hàng lớn đó một lần nữa lại càng mạnh hơn nữa các bạn sẽ dẫn đến việc là quyền lực ngân hàng lại tụ tập đến một số những ngân hàng lớn mà thôi và đây là một trong những điều mà chúng ta không muốn tại vì những ngân hàng lớn đó lỡ như mà gặp vấn đề thì sẽ kéo theo toàn bộ nền kinh tế luôn và đây cũng là một trong những cái sự lo lắng dẫn đến là chúng ta cần phải có cái buổi điều trần tại quốc hội ngày 29 tháng 3 và tất cả những chuyện này chúng ta lại phải đối đầu với một cái quyết định của Fed trong tuần tới này Đó chính là quyết định liên quan tới lãi suất các bạn à, Chúng ta thấy được là Fed sẽ công báo lãi suất vào 2 giờ chiều giờ New York ngày 22 tháng 3 ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Có nghĩa là 11 giờ trưa giờ Cali và ở Việt Nam có nghĩa là một giờ sáng ngày thứ năm ngày 23 tháng 3 các bạn khi mà có thông tin thường sẽ chia sẻ uh, nhanh nhất có thể với các bạn và thường sẽ uh, cố gắng đi mà xem cái uh, buổi họp báo cách đó 30 phút để xem coi là chủ tịch Fed nói gì và sẽ cố gắng chia sẻ trực tiếp ở trên uh, những mạng sòi với các bạn những cái thông tin đến từ Fed và cho đến ngày hôm nay đây thì mọi người nghĩ Fed sẽ có hành động gì trong cái uh, cuộc họp lần này thì các bạn thấy được là cái phần trăm này thảo liên tục như thường vừa chia sẻ với các bạn trong video cách đây hai ngày đây là lần đầu tiên mà thường thấy cái phần trăm liên quan tới hợp đồng tương lai của Fed thay đổi liên tục như thế này bây giờ chúng ta có 62 phần trăm nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25 trong cuộc họp này và chúng ta có 38 phần trăm nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất cái phần này đó cũng khá đáng kể đấy các bạn thật ra trên đợt này đó là 50 50 không biết phép tăng hay là không tăng nhưng mà đối thuận đó thì uh, thuận nghĩ là phép vẫn sẽ tăng 0.25 với nhiều lời chứng ngang có khả năng đó sẽ lần tăng cuối cùng và Fed sẽ có những lời chứng ngang dòng điều ôn hòa và khả năng rất cao là trong năm nay Fed sẽ quay đầu các bạn nghĩ là giảm lãi suất và giảm lãi suất thì các bạn nghĩ là tình hình thị trường sẽ ra sao có thể các bạn nghĩ là giảm lãi suất là cái chúng ta đã mong muốn từ lâu rồi thì cũng đúng các bạn dài hạn đây giảm lãi suất có nghĩa là thả lỏng nguồn tiền và khi mà giảm lãi suất như thế này đã kích thích nền kinh tế có khả năng làm phát lại sẽ tăng trưởng nhưng mà ngược lại đó, tiền được đưa vào trong thị trường với dạng là lãi suất thấp thì những tài sản lại tăng giá các bạn có biết là chúng ta nhìn vào đây là cái phần trăm lãi suất của Fed từ năm 1955 cho đến thời điểm hiện tại thì câu hỏi tôi muốn hỏi với các bạn đó là mỗi một lần chúng ta thấy có cái đường màu xám trên màn hình đó, cái thanh màu xám này đó là đại diện cho một cuộc khủng hoảng tài chính thì các bạn có để ý là khung quản tài chính xảy ra khi nào lúc mà đường màu xanh này tăng trưởng hay là cái lúc mà đường màu xanh này giảm xuống có thể các bạn sẽ hiểu được thùng muốn nói gì đây chúng ta đừng nói quá xa xôi chúng ta nói tới à, những thời điểm như là năm 1981 đi các bạn thấy là cái đường màu xanh này giảm xuống như là lãi suất giảm xuống đó là lúc chúng ta có khủng quản tài chính chúng ta nói tới năm 1990 đi lúc mà thời điểm Fed giảm lãi suất là lúc chúng ta có khủng quản tài chính năm 2001 lúc mà Fed đang giảm lãi suất, Đó là lúc khủng hoảng tài chính xảy ra. Năm 2007 lúc mà Fed bắt đầu giảm lãi suất, thì chúng ta được là lúc đó chúng ta có khủng hoảng tài chính thời điểm đó. Và đương nhiên à, dịch bệnh nhiều người cho là có thể đây là một cái cuộc khủng hoảng tài chính có thể không phải, tại vì thời gian xảy ra quá nhanh và quá ngắn hạn. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được lúc mà Fed giảm lãi suất thì đường màu xám lại xuất hiện, có nghĩa là khủng hoảng tài chính hay là suy thoái tài chính xảy ra khi mà Fed giảm lãi suất thì có thể các bạn cảm thấy được là thường nói như vậy thì ngược quá tại vì Fed giảm lãi suất là tốt cho thị trường tại sao lại xảy ra khủng hoảng? Vấn đề là Fed lúc nào cũng chậm hơn các bạn, có nghĩa là Fed giống như đợt này đã chờ quá lâu đến nỗi mà không có thể quản lý được lạm phát một cách hiệu quả rồi Fed mới tăng lãi suất, có nghĩa là Fed đã trì hoãn trước khi tăng thì cũng ngược lại Fed sẽ dừng lãi suất quá lâu mà không giảm đúng thời điểm mà để giữ lãi suất cao một thời gian lâu hơn là cần thiết thì khi mà phép giảm đó lúc đó thị trường đã thực sự đi vào suy thoái rồi đơn này có khác hay không thì chúng ta sẽ biết sớm mà thôi nhưng mà dài hạn thì sau cái thời điểm thị trường không được ổn đó thì chúng ta sẽ được là thị trường lại có một cái sự tăng trưởng và những tài sản lập định mới các bạn năm 2008 đó, lúc đó các bạn nên biết là thôi nghe rất là nhiều người nói là lần này đó sẽ khác lần này À, phải tốn tới 10 năm, 20 năm thị trường mới hồi phục lại. Các bạn được trong thời gian dài năm thôi thị trường đã hồi phục lại và lập đỉnh mới rồi và chúng ta cũng đã nghe rất nhiều năm 2008 nói là bất động sản của Hoa Kỳ à, đây là một cái bong bóng mà thôi à, trong lịch sử chứ còn bất động sản sẽ không thể nào có giá gì nữa các bạn có biết là chỉ vài năm sau giá đã cao hơn cái đỉnh của năm 2007 đã rồi thì đợt này cũng vậy các bạn sau khi chúng ta có một cái đợt điều chỉnh sau khi mà Fed giảm lãi suất thì tất cả những tài sản là một lần nữa lập đỉnh mới tại vì tiền với lãi suất thấp lại tràn ngập vào trong thị trường cũng như là thường chia sẻ cái miêu này với các bạn lãi suất thấp tạo ra phe yếu, phe yếu tạo ra lãi suất cao, lãi suất cao tạo ra phe mạnh, phe mạnh tạo ra lãi suất thấp. Nhưng mà nào mà không rành thì đây chính là uh, tỷ phú đầu tư Bill Ackman. Các bạn đã quen thuộc với là John Powell rồi. Bên dưới này là Michael Berry của The Big Short và người các bạn nhìn thấy ở góc bên tay phải bên dưới này đó chính là chủ tịch Fed Thị xưa Paul Volcker, người mà đã đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ vào suy thoái hai lần để mà đẩy lùi lạm phát. Rồi chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan đến crypto cũng rất là thú vị các bạn Trong cái tình hình này các bạn có biết là Bitcoin đã có mặt mười mấy năm qua và 10 năm liên tục 3.650 ngày Bitcoin đã hoạt động không ngừng nghỉ 24 giờ một ngày 7 ngày một tuần Mạng lưới Bitcoin chưa bao giờ ngừng nghỉ trong vòng 10 năm qua thì có thể nhiều bạn nói là Bitcoin đã có mặt từ rất lâu rồi, mười mấy năm, mười bốn năm lần, tại sao chỉ có mười năm là Bitcoin hoạt động không ngừng nghỉ mà thôi. Tại vì có hai sự cố, như bà nào mà theo dõi lịch sử Bitcoin cũng đã biết là sự cố năm 2010 lúc đó, đó chúng ta đã có một cái lỗi của mạng lưới BTC và cái lỗi này đã dẫn đến là người ta lợi dụng cái lỗi đó để mà in ra rất nhiều Bitcoin các bạn chi tiết hơn đã có 184.4 tỷ BTC đã được in ra thêm và đã gửi đến cho hai địa chỉ mỗi địa chỉ là khoảng 92.2 tỷ BTC thời điểm đó và đương nhiên lỗi này đã nhanh chóng được phát hiện và đã được lắp lại phối rồi sau đó cái số lượng BTC này bị loại bỏ trong vòng 5 giờ đồng hồ và có một sự kiện nữa năm 2013 đây là một, một sự kiện liên quan tới một số những cái máy node những máy chủ của BTC đó sử dụng theo thuật hiểu đây là cái phiên bản 0.8 và cái phiên bản này đã, đã không thể xử lý được uh, khi mà chúng ta có một giao dịch mà có quá nhiều input uh, dẫn đến mạng lưới Bitcoin đã vô tình bị fork ra rồi sau đó đó những cái máy node này đã trả trở về phiên bản trước đó 0.7 rồi sau đó cái lỗi này đã được sửa và mạng lưới BTC đã tiếp tục tới thời điểm bây giờ có nghĩa là mạng lưới BTC cũng đã gặp một số sự cố những ngày đầu tiên các bạn cho nên cho đến bây giờ đó chúng ta hay được là sau những sự cố đó thì mạng lưới BTC cũng đã được vững chắc hơn và đã liên tục chạy trong vòng 10 năm và chúng ta hay được là trong tình trạng mà bất ổn của ngân hàng đó đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy có một loại tài sản khác ngoài chữ vàng đó chính là BTC cho nên đây là một trong những thời điểm thường cảm thấy rất là hào hứng các bạn trong hình crypto này không phải là chúng ta muốn có khủng hoảng tài chính hay là chúng ta muốn có khung hoảng ngân hàng nhưng mà đây là một trong những cái câu hỏi mà thường luôn nhận được trong vòng bao nhiêu năm qua đó tôi nghĩ sao khi mà có bank run thường nghĩ sau khi mà có khủng hoảng ngân hàng như năm 2008 thì lúc đó BTC ra sao chúng ta bây giờ đã bắt đầu thấy được một cái gì đó xảy ra với lại BTC khi mà có sự kiện này và cho dù là các bạn nghĩ là thuận đất bullish nhưng mà sẽ không hay là bullish bằng một trong những người mà đang rất nổi trên mạng xã hội các bạn à, trên màn hình các bạn đó, đây là một người thường nghĩ cái tên này đọc là Screeny Srinivasan, tôi không biết đọc gì có đúng hay không nữa. Đây là một uh, tỷ phú các bạn, tài sản là theo tôi hiểu là khoảng 1.3 tỷ đô la và đây là cựu giám đốc công nghệ của sàn Coinbase và người này đã, đã viết một cái thuyết rất là dài các bạn, tôi cũng đã đọc cái thuyết này rồi để thường tóm tắt lại à, những gì mình thường vừa chia sẻ với các bạn liên quan đến ngân hàng Là lý do tại sao mà người này nghĩ là giá của BTC sẽ đạt được 1 triệu đô la một triệu đô la cho một BTC các bạn lý do tại vì người này nói là những cái ngân hàng này sẽ tiếp tục và tiếp tục uh, gặp sự cố tại vì lãi suất đang ở mức cao họ lưu trữ quá nhiều những cái công trái phiếu và Fed đã quá chậm chễ khi mà tăng lãi suất cho nên khi mà họ tăng lãi suất họ đã tăng lãi suất một cách gấp rút dẫn đến sự kiện ngày hôm nay và lý do tại sao mà Fed không tăng lãi suất khi mà lạm phát bắt đầu xuất hiện thì người này nói là tại vì liên quan tới chính trị lúc đó chúng ta biết là năm 2022 à, đó là sẽ có một cái đợt bầu cử nhiệm kỳ xảy ra năm vừa rồi cho nên những tháng ngày trước đó đó thì Fed không muốn tăng lãi suất tại vì sẽ dẫn đến nền kinh tế bất ổn cho nên đợi tới sau khi mà chúng ta có những thông tin liên quan đến bầu cử nhiệm kỳ rồi mới tăng lãi suất đây lập luận Đến từ người này các bạn à, thì lập luận tại sao BTC sẽ có thể đạt được 1 triệu đô la. À, chúng ta cũng đã nghe nhiều rồi nhưng mà người này đặc biệt hơn nói là trong vòng 90 ngày các bạn. Trong vòng 90 ngày BTC sẽ đạt được một triệu đô la. Thực sự mà nói nếu như mà trong vòng 90 ngày BTC đã được 100 ngàn thôi đã khiến cho cực kỳ nhiều người bất ngờ rồi các bạn. Chỉ đừng nói tới một triệu đô la. Và người này không chỉ là nói cho vui ở trên Twitter. Người này nói là sẽ cá cược 1 triệu đô la cho bất cứ ai muốn cá một là giá BTC trong vòng 90 ngày mà đạt được 1 triệu đô la thì ông ta sẽ thắng còn nếu như mà trong vòng 90 ngày mà không đạt được 1 triệu đô la thì coi như là bạn sẽ có lời 1 triệu và đã có người đương nhiên nói là sẽ chấp nhận cá cược về người này 1 triệu đô la trong vòng 90 ngày các bạn nghĩ sao các bạn thực ra bà nói đó nếu như mà nói trong vòng 90 ngày BTC lên 1 triệu đó thì thật sự mà nói thường cũng không thể tưởng tượng được luôn nếu như đó xảy ra thường không biết là chuyện gì đang xảy ra với lại thế giới này nữa các bạn cũng không hiểu tại sao mà người này lại nói như vậy và người này lại muốn cá cược một triệu đô la theo thường nghĩ mà thôi đây là ý kiến cá nhân của thủ mà thôi thì người này có thể là một tỷ phú các bạn cũng có thể là muốn được nổi tiếng nếu như mà viết một bài viết như thế này đó cho dù là cụ giám đốc công nghệ của Coinbase thật ra mà nói người ta cũng không có uh, biết nhiều về người này đâu các bạn nhưng mà bây giờ bỏ một triệu để mà cá cược thì bây giờ cả Twitter đều đang rất sôi động, người này lại nổi tiếng rất nhanh chóng, thì tôi nghĩ là bỏ một triệu ra để có thể mua được siêu nổi tiếng trong thời gian một ngày thì cũng có thể là đáng như người này. cho nên đây là cái lý do tại sao mà người này lại bỏ ra một triệu đô la như vậy? Nhưng mà một triệu đô cho một BTC thì chúng ta cũng đã nghe nói tới nhiều rồi, nhất là chúng ta nghe nói tới à, những người như là Cathie Wood cũng đã đưa ra những cái nhận định đó, nhưng mà phải tốn nhiều năm, ít nhất là phải thêm hai chu kỳ nữa chứ không phải là trong vòng 90 ngày.